những chiếc bánh trung thu truyền thống khoác lên mình những bức tranh dân gian Đông Hồ như đám cưới chuột, hứng dừa hay tranh thiếu nữ của các họa sĩ nổi tiếng Mai Trung Thứ, Bùi Xuân Phái. Ý tưởng mới mẻ này được cô thợ bánh Thùy Dương vẽ tay bằng màu thực phẩm trên lớp nền làm bằng đậu trắng, vì thế mà khó hơn vẽ tranh bình thường. Cái nền đậu hơi mềm một chút nên là khi mà mình vẽ thì mình phải cẩn thận để cái ngòi bút của mình không làm xước cái bề mặt. Cái bánh của chúng ta rất là nhỏ, cần phải căn sao cho những cái tỷ lệ và bố cục trên bánh nó không bị thừa hay là không bị lệch. Ngoài ra là việc vẽ sai cũng rất là khó để sửa. Mỗi chiếc bánh trung thu trải qua một công đoạn tỉ mỉ có thể kéo dài tới nhiều giờ, từ nướng bánh, nấu và xay đậu đến pha màu vẽ tranh. Sẵn có kinh nghiệm trang trí bánh bằng hoa làm từ kem đậu, nhưng khi biến chất liệu này thành khung tranh, Dương lại có cơ hội hiểu thêm về hội họa. Mỗi tác giả sẽ có một cái đặc điểm về đường nét khác nhau. Tranh của họa sĩ Mai Trung Thứ thì đa phần là về tranh thiếu nữ. Thì mình đã học hỏi rất là nhiều về tạo hình cơ thể hay là thao tác chân tay. Tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái về phố cổ thì mình sẽ có thể hình dung được những cái màu sắc cổ xưa trên tranh nó sẽ như thế nào. Mình nghĩ là bánh trung thu nó là một cái dòng bánh cổ truyền và lâu đời của Việt Nam, nên là đưa những cái bức tranh, những cái nét vẽ văn hóa của người Việt lên những chiếc bánh như vậy thì nó sẽ làm tăng giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam. Không giấu nghề cho riêng mình, Dương đã chia sẻ kỹ thuật vẽ bánh trung thu qua các lớp học online và nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, lan tỏa thú vui cho nhiều người trong thời gian giãn cách. Trong tương lai, cô thợ bánh trẻ mong muốn tiếp tục sáng tạo những diện mạo và hương vị mới cho món bánh truyền thống này.